lần này cái quầy của Yamaha ở triển lãm Metalex năm 2023 thì chúng tôi muốn cho những cái người đến tham quan được biết Yamaha không chỉ là một cái hãng sản xuất xe mô tô rồi các thiết bị dụng cụ âm nhạc mà là còn cái hãng đi đầu của Nhật trong cái công nghệ mới. Đặc biệt là lần này chúng tôi muốn giới thiệu đến cái hệ thống băng tải chạy trên điện từ dạng module lắp ghép linh hoạt. Và với cái băng tải này thì nó sẽ thay cho các băng tải truyền thống, giảm cái thời gian lắp ráp và tùy chỉnh, có thể là điều chỉnh tùy ý với nhiều cái công dụng khác nhau, có thể là thao tác trực tiếp ở trên băng tải vì nó có thể chịu được tải trọng lớn. Với những cái băng tải này, chúng tôi hy vọng là sẽ đem lại một cái xu hướng mới trong lắp ráp, trong đo lường, trong đóng gói và trong gia công ở trong các cái hãng nhà máy ở Việt Nam. Dạ vâng, lần này Yamaha đến với triển lãm Metalex năm 2023 thì chúng tôi cũng thấy có nhiều các cái đối tác tiềm năng ở trong cái trong các cái quầy hàng ở đây. Đó là những cái đối tác mà có cái khả năng tích hợp, khả năng chế tạo máy. Những đối tác có thể đưa ra các giải pháp về đo lường, giải pháp về đóng gói, giải pháp về gia công mà có thể yêu cầu đến robot. Như vậy là khi mà trong quá trình cải tiến thì các nhà tích hợp, các nhà sản xuất máy hoàn toàn có thể liên lạc và cộng tác với Yamaha để đưa ra một cái giải pháp hoàn chỉnh cho khách hàng cuối cùng. Vâng, đến với triển lãm Metalex năm 2023 lần này thì chúng tôi rất là vui mừng khi mà có rất nhiều khách hàng đến thăm gian hàng của Yamaha, và ở trên các cái thẻ đăng ký thì có cái logo của Yamaha rất là nổi bật. Với sự bố trí của ban tổ chức thì chúng tôi thấy rằng là cái quảng cáo cái thương hiệu, cái logo của Yamaha đã có nhiều cái các vị khách đến tham quan cái quầy của chúng tôi. Và chúng tôi rất là hân hạnh được giới thiệu cho mọi người biết về Yamaha. Ngoài ô tô xe máy thì còn có những cái sản phẩm về robot công nghiệp.